chào cô chú anh chị đến với kênh Bonsai Nam Bộ. Hôm nay xin giao lưu một lô phôi cần thăng. Rất mong được sự ủng hộ của cô chú qua số điện thoại là 0829 160355. Rồi cây cần thăng đầu tiên này có mã số là 63. Cái bầu rễ cám rất là nhiều cây, rất là dễ sống, dễ trồng luôn nha cô chú. Quanh cái củ em đo gì là 37. Quanh thân ở đây là 24. Chiều cao là 39. Mã số 63. Cái này em xin giao lưu là 450. Em bao ship toàn quốc nha cô chú. Mã số 63. Gì là 42. Rồi thân ở đây là 16. Chiều cao là 40. Cây 67. Cây này 450 em bao ship. Mã số 67. Chốt đúng mã số em đọc em mới gửi đúng đây nha cô chú. Cây 68. Là 15.
chiều cao là 24. Mã số 69. Cái này 350. Mã số 70. Cái này cũ to luôn. Cũ đặc nha cô chú, đặc kẹo. Còn do luôn. Và quành em quành cũ ở đây là 52. Mã số 7.
4. Cũ em đo gì là 45. 45. Hoành thân là 20. Chiều cao là 30. Mã số 76, cây này 450 ạ. Mã số 76. Cô chú anh chị đã xem, mong được sự ủng hộ của cô chú qua số điện thoại là